5SC, công nghệ huyền phù, tính năng tuyệt hảo, một thành phẩm danh tiếng của Syngenta. Với sự tin yêu của hàng triệu nông dân Việt Nam, có đến gần 2 triệu hecta cây trồng được bảo vệ mỗi năm. Anvin đây xuất hiện với diện mạo mới, thân chai trắng, trên nhãn có tích hợp công nghệ UV, giúp nhận diện hàng chính hiệu, hiệu quả, tin cậy. Màu xanh cây trồng, màu của sự sống và trù phú, cũng chính là hình ảnh của Anvin trong triệu trái tim nông dân. Anvin, sức sống xanh, danh tiếng lẫy lừng. Kính chào bà con nông dân và các bạn, Kiều Anh rất vui được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình Kết nối vững bền. Mời bà con và các bạn cùng đến với vùng cà phê Lâm Đồng, nơi có diện tích cà phê đứng thứ hai cả nước, với niềm mong muốn là làm thế nào để cà phê đạt nhân to chín đều. Mời bà con cùng theo chân Kiều Anh ngay sau đây nhé. Kết nối vững bền, an toàn, hiệu quả. Xin chào anh ạ. Thưa bà con nông dân, hiện nay thì Kiều Anh đang có mặt tại vườn cà phê của nhà nông Phan Xuân Long ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của khu vườn để tìm hiểu thêm về mô hình này nhé. Thưa anh, hiện nay thì ở nhà mình đang canh tác được mấy hecta cà phê ạ? Được 3 hecta. Dạ. Tổng diện tích là 3 hecta ở khu vực này hết hả anh? Ở khu vực này. Dạ. Trong cái thời điểm này thì khi mà canh tác cà phê thì anh nhận thấy là có những cái vấn đề gì cần quan tâm và anh mong muốn điều gì nhất ạ? Thì nói chung mùa này thì nó có nhiều vấn đề quan tâm, chẳng hạn như nấm bệnh này. Mùa này nấm hồng khô cành khô quả, rồi một phần thì tiếng trùng nó tấn công rễ cây, nó làm cây suy yếu, nó làm cho quả rụng, rồi mình không có phân bón vào thì cây nó cũng hấp thu được. Vậy thì anh mong muốn điều gì nhất trong cái thời điểm hiện nay? Mong muốn thì phải xử lý vườn cho nó, nhờ bên kỹ thuật công ty rồi xử lý vườn cho nó không, nó đỡ rụng quả cà phê và nó sẽ xanh tốt lên. Xử lý bệnh xong thì quả cà phê nó sẽ nhân, nó lớn, nó chín đều đồng đều hơn một tí, là nó sẽ giúp nông dân nó đỡ hơn. Dạ. Có lẽ là đây là những mong muốn không phải của riêng anh đâu, mà của tất cả bà con nông dân trồng cà phê, không chỉ riêng ở trên địa bàn Lâm Đồng mà còn các địa phương khác nữa. Và ngay bây giờ thì mời bà con cũng như là anh chúng ta cùng gặp gỡ những chuyên gia của chương trình để cùng tìm hiểu xem là khu vực của mình đang gặp vấn đề gì và phải xử lý như thế nào nhé. Hồi đó là anh trồng cà phê ngay từ đầu luôn hả? Ngay từ đầu luôn. Dạ. Xin chào kỹ sư. Xin giới thiệu với anh Long, đây là kỹ sư Trần Huỳnh Đức đến từ công ty VSC Việt Nam. Và có lẽ thì lúc mà chúng ta đang trò chuyện thì kỹ sư cũng đã đi tham quan một vòng vườn cà phê của anh rồi. Thì anh nhận thấy là ở trên khu vườn này như thế nào và nó có những cái điều gì cần phải khắc phục? Sau một hồi đi thăm vườn của chú Long thì tôi có nhìn thấy vườn của chú khá là rậm rạp và xuất hiện rất nhiều bệnh về tỉ sắt và nấm hồng. Thì cái bệnh này nó gây cho, làm cho bộ lá của mình nó sẽ bị khô và cái hiệu suất quang hợp của lá cây giảm. Khi cây quang hợp không được tốt thì nó gây cho trái của mình sẽ bị nhỏ này và gây có hiện tượng sẽ bị rụng trái rất nhiều ở vào giai đoạn mùa mưa. Theo tôi thì tôi cũng thấy cái khu vườn như kỹ sư đã nhận xét là thấy cũng đúng. Bây giờ mình cũng nhờ bên kỹ sư để giúp cho nông dân để giải quyết cái vấn đề để sao mà để cho cà phê quả nó chín đồng loạt và nó sẽ giảm tỷ lệ bệnh nấm bệnh, nhân cà phê to và đẹp. Với câu hỏi của chú thì cái giải pháp để mình có thể quản lý được cái bệnh nấm hồng và rỉ sắt này á, thì đầu tiên là chú phải tạo cái độ thông thoáng cho vườn cây cà phê của mình. Rồi sau đó thì bên con có một cái sản phẩm là Anvin 5SC. Nó là đặc trị cái nấm hồng và rỉ sắt ở trên cây cà phê. Thì cái tác dụng của nó là khi mà chú phun vào ấy thì nó sẽ làm cho cái bộ lá của mình sẽ xanh lên, để tăng khả năng quang hợp cho cây, giúp trái lớn trái và chống cái rụng trái của cây cà phê. Khi chủ sử dụng cái Anvin này thì cái liều lượng của nó là 500ml cho một phi 200 lít nước. Đấy. Và trong khi chủ xịt cái Anvin này thì mình có thể bổ sung thêm một ít vi lượng cho nó và bón phân hợp lý cho cây để tăng năng suất cho cây trồng của mình. Ngay bây giờ có lẽ là chúng ta phải trực tiếp mà hướng dẫn
và thực hiện ở trên vườn để anh Long có thể nhìn thấy được cái hiệu quả, đúng không ạ? Đức có thể chỉ cho bà con nông dân cũng như là anh Long biết là cái những cái hiện tượng như là rỉ sắt hay là bệnh ở trên vườn nó như cụ thể như thế nào không ạ? Dạ vâng, được ạ. Đây là cái bệnh rỉ sắt ở trên cây cà phê. Đấy, nó có vết đốm đen ở giữa và cái có vòng tròn vàng ở bên ngoài. Đấy, thì khi mà chú muốn phát hiện cái bệnh rỉ sắt này á, thì chú cầm cái lá cây, đấy, chú đưa lên cái ánh sáng mặt trời mà thấy phía sau này nó bị mình thấy xuyên qua được á, đấy, nó có đốm vòng màu vàng và màu đen này á, thì nó là bệnh rỉ sắt. Cái bệnh này tỷ lệ nó lây lan là rất là cao nếu mà mình không phòng bệnh sớm. Đấy, nó có thể trong cái điều kiện mùa mưa như thế này nó lây lan rất là nhanh. Thường khi mà chú xử lý cái Anvin 5SC ấy, thì nó khoảng chú phun lên thì khoảng 2 đến 3 ngày nó sẽ vết bệnh nó sẽ khô lại và nó sẽ không lan ra những cái lan ra những chỗ khác ở bề mặt lá và những cái lá xung quanh của cây trong mình. Kết nối vững bền, an toàn, hiệu quả. Đây chú Long, đây là cái Anvin 5SC mà hồi nãy con vừa nói quá ấy. Thì con sau đây con sẽ hướng dẫn chú cái cách phá cái Anvin 5SC này nhá. Chú cứ để ý trên cái nắp chai này á, thường thường nó có một cái nhọn nhọn này này. Đấy, thì mình dùng cái này để mình mở cái lợp dày này, để ngược cái nắp chai lại. Mình đè vào, đè xuống. Đè mình vặn tròn luôn. Một đường. Sau đó nó sẽ ra xuống nhà cái là nó ra rồi. Đây, con hướng dẫn cho chủ phun cái ăn vi cái thuốc nhá. Đầu tiên là chủ chỉnh cái bạc là thành cái phun sương này. Đấy. Phun sương như thế này thì nó sẽ thấm đều và ướt đều mặt lá. Chú phun đều và kỳ hai bề mặt lá luôn. Thưa bà con và các bạn, Kiều Anh đã trở lại khu vườn của nhà nông Phan Xuân Long sau 2 tuần áp dụng theo cách xử lý rỉ sắt và nấm hồng mà kỹ sư đã chia sẻ cùng với nhà nông này. Vậy thì hiệu quả thực tế ra sao? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu ngay sau đây với Kiều Anh nhé. Xin chào nhà nông Phan Xuân Long ạ, chào kỹ sư Trần Huỳnh Đức. Sau 2 tuần quay lại thì Kiều Anh thấy là cũng đã có cái sự thay đổi nhất định ở trên khu vườn rồi. Thì không biết là nhà nông Phan Xuân Lâm cảm thấy như thế nào với cái quy trình xử lý rỉ sắt ở trên đồng ruộng bằng Anvin ạ? Theo mình thì xử lý rỉ sắt bằng Anvin thì quá tuyệt rồi. Mình có vừa rồi bên Đức có đưa cho mình một chai về mình xử lý. Nay nó trong vết bệnh hiện giờ đã khô hết rồi. Dạ. Này, những cái vết đây là quá đầu. Khô hết rồi, mạch đây là khô. Như vậy là cái hiệu quả cũng thấy rõ rệt đúng không ạ? Hiệu quả chắc chắn là rõ rệt rồi. Dạ, kỹ sư Trần Huỳnh Đức thì sao? Anh nhận xét như thế nào sau khi mà chúng ta đã sử dụng Anvin ở trên cái ruộng cà phê như thế này? Dạ. Thì sau khi quay lại, sau 2 tuần chỉ cho chủ Long xịt Anvin, thì em đi một vườn thì em thấy là hầu như vườn của mình vết bệnh đã khô hẳn. Và ít lây lan hơn. Đấy. Thì nếu theo em nhận xét thì nó đã vết bệnh đã đứng hẳn khoảng 90% rồi. Cái này là mình trong 2 tuần là mình xử lý mấy lần Anvin ha? Khi em chỉ cho chủ Long là xịt 2 lần, một lần cách nhau 7 ngày. Đấy. Thì kết quả của 2 tuần thì em thấy thì vết bệnh đầu tiên nó khô này, nó đã khô rồi.
và nó không có lây lan rộng quá. Con nhìn những cái này là nó đã ngừng lây lan luôn rồi. Và một cái quy trình chăm sóc cà phê như thế này thì mình phải xử lý bao nhiêu lần để vết bệnh có thể đứng hẳn và nó không lây lan được? Một cái quy trình để mình xử lý cái anvin đó thì khoảng ít nhất là hai lần, mỗi lần cách nhau là 7 ngày thì nó sẽ đem lại hiệu quả cho chú. Ngoài cái hiệu lực mà phòng rỉ sắt ở trên cà phê á, thì có những cái tác động gì từ cái quy trình xử lý mà kỹ sư vừa mới đưa ra cho nông dân để chúng ta có thể giúp cho trái cà phê được đạt là nhân to chín đều trong cái mùa vụ sắp tới? Thì khi xử lý cái anvin này á, thì ngoài cái việc nó phòng tin nấm bệnh là rỉ sắt thì nó sẽ giúp cái bộ lá của chú nó sẽ xinh hơn và dày hơn, giúp cái hiệu suất quang hợp sẽ cao hơn và làm cho quả mình sẽ nhân lợn hơn, tăng năng suất cho mình. Ngoài cái việc mình sử dụng cái thuốc thì mình còn với việc mình bón phân hợp lý nữa. Không biết là năng suất ở trên vườn của nhà nông Phan Xuân Lâm là bình quân mình được bao nhiêu tấn một hecta? Bình quân mình của nhà mình khoảng được 5 tấn rưỡi trên 1 hectare. Cái năng suất này rất là cao so với mức bình quân chung của người trồng cà phê ở Lâm Đồng đó. Vâng, xin chúc mừng anh và hy vọng rằng với cái quy trình này thì anh có thể quản lý được tốt các dịch bệnh ở trên vườn cà phê, đặc biệt là tình trạng rỉ sắt trong cái thời điểm hiện tại. Vâng, xin cảm ơn nhà nông Phan Xuân Long và kỹ sư Trần Huỳnh Đức đã tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình kỳ này. Thưa bà con và các bạn, chương trình kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Giải pháp thì chúng ta đã có với những phần tư vấn của các chuyên gia cũng như là phần thực hành thực tế ở trên vườn thì chúng ta đã thấy được hiệu quả đã được chứng minh. Vấn đề còn lại là chúng ta phải thực hành đúng và đủ. Hy vọng rằng bà con sẽ có được những vụ mùa bội thu. Anvin 5SC, công nghệ huyền phù, tính năng tuyệt hảo, một sản phẩm danh tiếng của Syngenta với sự tin yêu của hàng triệu nông dân Việt Nam, có đến gần 2 triệu hecta cây trồng được bảo vệ mỗi năm. Anvin đây xuất hiện với diện mạo mới, thân chai trắng trên nhãn có tích hợp công nghệ UV giúp nhận diện hàng chính hiệu, hiệu quả, tin cậy. Màu xanh cây trồng, màu của sự sống và trù phú cũng chính là hình ảnh của Anvin trong triệu trái tim nông dân. Anvin, sức sống xanh, danh tiếng lẫy lừng.